chị mụn bằng chetinoin, con dao hai lưỡi bạn cần cẩn trọng. Bên cạnh khả năng chống lão hóa thần thánh, retinol hay chetinoin còn là một phương pháp trị mụn được khá nhiều bạn yêu thích. Thế nhưng việc lựa chọn được loại retinol hay chetinoin phù hợp để trị mụn không phải là vấn đề đơn giản. Điều đó còn tùy thuộc vào tình trạng mụn và độ nhạy cảm của da bạn. Trước khi quyết định mua bạn hãy theo dõi video này để tìm hiểu rõ hơn về hoạt chất này, cơ chế trị mụn, cách dùng đúng, tác dụng phụ có thể có. Cơ chế trị mụn của retinol và tretinoin Retinol và tretinoin có thể làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc, ngăn lỗ chân lông bị bít bằng cách tăng tốc độ thay mới của da và giảm tiết dầu đồng thời kháng khuẩn, chống viêm từ đó giảm sự phát triển của vi khuẩn mụn. Retinol, tretinoin còn giúp ức chế sự hình thành androgen trong cơ thể nguyên nhân chính dẫn đến mụn trứng cá. Ngoài ra, retinol còn giúp tăng sinh collagen nên ích lợi kéo theo là da phục hồi nhanh, giảm thiểu dẹo và thâm dạng mụn nào nên dùng retinol hay tretinoin. Dựa vào cơ chế ở trên, bạn có thể tìm đến retinol hay tretinoin nếu mụn của bạn là do vi khuẩn gây ra ví dụ, mụn trứng cá hoặc mụn do bí tắc lỗ chân lông ví dụ mụn ẩn, đầu đen. Tuy nhiên, khuyến khích bạn nên thử các phương pháp trị mụn khác với tinh dầu tràm trà, benzoyl peroxide, lưu huỳnh hoặc BHA với mụn ẩn, đầu đen trước nếu những phương pháp này không mang lại hiệu quả thì hãy thử retinol hoặc tretinoin. Nhất là với những bạn da đang bị breakout, bùng phát mụn với diện rộng, vì lúc này da cực kỳ yếu thì việc sử dụng tretinoin với nồng độ cao ở diện rộng sẽ càng làm da suy yếu, nhạy cảm hơn. Nên dùng retinol hay tretinoin. Trên thị trường hiện nay phổ biến nhất và cũng là lựa chọn tối ưu nhất có lẽ là tretinoin mặc dù nó mạnh hơn retinol gấp 20 lần. Nghĩa là nếu bạn sử dụng 0,025% tretinoin thì tương đương với 0,5% retinol, dễ gây kích ứng hơn nhưng nó không phải trải qua quá trình chuyển hóa, không cần ở mức pH nhất định mới hoạt động như retinol. Nói như thế không đồng nghĩa là bạn bắt buộc phải dùng tretinoin. Bạn vẫn có thể sử dụng retinol nhưng tác dụng sẽ chậm hơn, cần kiên trì hơn và retinol thì ít gây kích ứng da hơn. Cách dùng và lưu ý nếu vẫn quyết dùng tretinoin thì bạn nên bắt đầu từ nồng độ thấp trước tầm 0,025%, chấm trực tiếp lên nốt mụn ngay sau bước toner hoặc có thể bôi sau lớp dưỡng ẩm để hạn chế tối đa tác dụng phụ gặp phải. Nếu thoa trên diện rộng, nên thực hiện với cường độ thấp từ 2 lần trên tuần đối với 2 tuần đầu tiên sử dụng, lượng dùng ít khoảng một hạt đậu xanh cho toàn mặt, tránh mắt môi. Nếu da bạn quá nhạy cảm thì không nên dùng hoặc tình trạng mụn quá viêm xương thì hãy đến bác sĩ da liễu thay vì tự ý bôi nhé. Khi dùng retinol hay tretinoin, bạn bắt buộc ghi nhớ hai bước cực kỳ quan trọng là dưỡng ẩm đủ để da không bong chóc, rất đỏ và luôn thoa kem chống nắng đủ lượng mỗi ngày. Không dùng đồng thời BHA, salicylic acid trong lúc trị mụn với retinol, tretinoin vì có thể tăng khả năng kích ứng da. Tác dụng phụ thường gặp: nhẹ thì khô, bong chóc da; nặng thì đỏ rác, breakout bùng phát mụn nhiều hơn. Phụ nữ mang thai cho con bú hoặc có kế hoạch mang thai trong vòng 6 tháng tới thì tuyệt đối không nên dùng. Nhìn chung retinol hay chetinoin đều có những tác dụng đặc biệt hiệu quả đối với làn da đang bị mụn và cả đối với những làn da bình thường muốn chống lão hóa. Nếu bạn muốn chống lão hóa hoặc trị mụn trong khoảng thời gian lâu dài thì nên chọn những sản phẩm dạng cream không cồn thay vì dạng gel để cho da đỡ khô và bong chóc. Tuy nhiên khi bạn sử dụng những sản phẩm này cũng nên chú ý liều lượng và không được nóng vội khi bắt đầu cũng như chỉ sử dụng mỗi nó hoặc nếu có thì nên sử dụng cách ngày với các chất mần khác, AHA, BHA. Nên nhớ dưỡng da là cả một quá trình cần có sự kiên trì, quan sát da từng ngày, đừng nóng vội. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video, đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé.